À, có một công đoạn mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng nói rằng Phật A Di Đà ngài rất từ bi, ngài đưa cho chúng sanh một cái pháp tu là phải dễ dàng đơn giản nhất để áp dụng được lợi ích xác thực nhất, chứ các ngài không đưa cho mình cái mà mình làm không được, nó đưa cái cho mình làm được. Nên ngài còn nói một câu rằng là hãy tạm dừng lại cái tìm hiểu hiểu biết nhiều đi, tạm dừng lại, hãy chân thật gầy dựng tín nguyện cầu sanh cực lạc đi. Về thế giới cực lạc xong muốn học gì đó thì học, còn ở cõi này thì nó không đủ thời gian, vì mình ở cõi này nó rất vô thường và sống nay chết mai mình không thể nào tính được. Nhưng mà mình nay muốn học cái này, mai muốn học cái kia coi chừng thọ mạng không cho phép. Học chưa thông thì thọ mạng đến. Học chưa thông thì thọ mạng đến rồi. Nên gầy dựng tín nguyện niệm Phật để mà cầu sanh cực lạc đi. Về cực lạc rồi đi tha phương pháp giới mà tha hồ học. Thêm cái nữa là gì? Thọ mạng mà được vô lượng. Có một đoạn trong kinh Vô Lượng Thọ nêu lên rằng là người ở thế giới cực lạc họ đạt được tất cả những năng lực thần thông diệu dụng. Thí dụ như thiên nhãn thông là cặp mắt họ nhìn tận hư không khắp pháp giới. Thiên nhĩ thông họ nghe tận hư không khắp pháp giới. Túc mạng thông là họ có thể biết được tất cả những đời quá khứ hiện tại vị lai. Và tâm ý chúng ta họ đều hiểu rõ hết. Mình đang nghĩ cái gì, có những ý nghĩ của mình vi tế nhỏ nhất mà bản thân mình không biết luôn quý vị. Cái ác, cái thiện của mình có những lúc nhỏ vi tế nhất mà chính bản thân mình không biết, họ biết luôn. Khả năng của họ biết được mình đang nghĩ cái gì, như thế nào thế nào. Thiện ác làm sao làm sao. Vì tụng kinh Vô Lượng Thọ rõ ràng mà. Phật có nêu trong kinh. Người ở thế giới cực lạc có đầy đủ năng lực thần thông diệu dụng như vậy. Và họ biết rõ ràng chừng nào quý vị sẽ thành tựu con đường giáng sanh. Và chừng nào họ sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Rõ ràng luôn. Có nghĩa là đây gọi là hội tụ đầy đủ nhân duyên. Hội tụ đầy đủ nhân duyên. Rồi đến lúc phải thành tựu. Giống như mình xả lúa vậy đó. Đến ngày giờ nó chín, đến ngày giờ thu hoạch. Nó rõ ràng chưa? Cái này khó thay đổi lắm quý vị, thấy không? Nên cái việc này không phải sức của con người nào làm hết, mà nó phải hội tụ nhân duyên đầy đủ, đến lúc chín mùi, đến lúc phải phải chín nè. Chúng ta đến lúc phải về thế giới cực lạc rồi. Vì thì đời kiếp nào bạn về thế giới cực lạc, chừng nào bạn tín nguyện niệm Phật mà bạn tin có Phật hiệu tới cùng, bạn không thay đổi chút nào hết. Tâm bạn niệm Phật, niệm niệm ở thế giới cực lạc. Bạn không muốn buồn trách ai để trong tâm. Bạn không thấy bạn thiệt thòi. Bạn không muốn hơn thua đấu đá tranh giành, dứt giành với ai cả. Nhưng lối sống bạn không tiêu cực. Bạn sống rất tích cực với chúng sanh. Để gieo cái nhân duyên ở cuộc đời này. Khi bạn về thế giới cực lạc trở lại, thì có đầy đủ nhân duyên để giúp chúng sanh tiếp tục. Nên lối sống của mình rất là tích cực quý vị. Rất là tích cực. Nên người ở thế giới cực lạc thôi. Nhưng bạn thượng thiện ở thế giới cực lạc thôi. Mà họ đã có năng lực biết rõ ràng như vậy hết rồi. Nên họ rất là an định. Vì sao họ trẻ đẹp quý vị? Vì sao quốc độ cực lạc tốt đẹp và thơm tho như vậy?
Thì tụng trong kinh Vô Lượng Thọ phải thế giới Cực Lạc thơm tho. Tụng thử cái phải có những công đoạn gì không? Tốt đẹp, hàng cây báo trang nghiêm, nhà cửa phố thị rất đẹp. Có người sống không già không bệnh không chết, vì sao? Tâm họ rất thuần vui. Tâm họ rất thuần thiện. Ý nghĩ họ chân chánh. Họ sống trong sự an định, cùng cực an lạc. Nên từ con người cho đến quốc độ của họ quá tốt đẹp. Còn tại sao hoàn cảnh chúng ta bị hư hoại như vậy? Vì lòng người chúng ta mà sinh ra. Nên mình có thể biện nghiệp ở tại nơi của mình, cũng có thể dưỡng được hoàn cảnh. Mình nêu lên mỗi người tự phát tâm, ai không phát tâm thì thôi. Nếu như cái tâm địa mình xấu ác thì tự hủy hoại hoàn cảnh của mình thôi. Thì cái thế giới Cực Lạc, người ta tươi trẻ đẹp như vậy là do tâm người ta tốt. Quý vị thấy rằng là chúng ta học tập Phật Pháp với nhau, đa phần những người mà biết những đức thì quý vị càng ngày càng ít buồn là đa phần. Đa phần là vì ít buồn và ít suy nghĩ tích cực, ít suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ nhiều về tích cực. Nhớ kỹ nha. Quý vị thường suy nghĩ tích cực, sống tốt và sống vui là phần nhiều. Chứ những đứa không có khuôn quý vị đi vào cái chỗ mà niệm Phật giết rồi mặt nghiêm, không có. Cái người ở thế giới Cực Lạc người ta vui rõ ràng đó là quả rồi. Mà quý vị coi cái nhân nào thì quả nấy. Mình là người niệm Phật muốn sanh Cực Lạc mà mình niệm giết rồi cái mặt mình lầm lì lì, nghiêm đồ khó chịu đồ. Làm gì chi à? Làm gì không khác nào làm khổ mình. Cười cái không thấy thích hơn sao? Cái người mà người ta cười cái người ta vui cái không thấy thích hơn sao quý vị? Làm gì mà phải nghiêm chứ gì? Niệm Phật giảng sanh mình phải thể hiện sao mình thấy mình vui vẻ một chút chứ. Chứ không lẽ niệm Phật giảng sanh rồi nghiêm để chứng tỏ mình là người tu hành tốt hả? Hay chứng tỏ mình là người trì giới tốt? Không phải gì đâu quý vị. Vậy thì trong Phật Pháp không lẽ đẩy mình vào cái chỗ là bản thân mình mỗi ngày cười cũng không dám cười? Đâu có chuyện đó đâu. Cái nhân cái quả chiêu cảm mỗi người cười khác nhau. Có người thì cười đưa cả hàm răng ra. Có người cười không đưa được cái răng nào. Vì sao? Vì còn cái này nó đâu đưa ra. Hiểu không? Nó có nghĩa là cũng là cái miệng nhưng mà mỗi một cái miệng cười khác nhau. Giống mà Diệu Ngọc giờ này bà đang cười khác đó, thấy chưa? Cười heo. Đúng không? Từ nó đó mà hãy vui lên cho đời hết khổ. Khi vị vui vẻ rồi đó thì cũng nhổ được hết cái nghiệp. Vui rồi tự nhiên nó tiêu luôn. Khỏi nhổ nó cũng tiêu nữa. Quý vị biết vì sao nhiều người người ta muốn sinh cõi trời không? Vì cõi trời vui, hưởng tốt đẹp. Tại sao mình muốn về tới thế giới Cực Lạc luôn? Vì càng đặc biệt hơn nữa. Niềm vui của thế giới Cực Lạc là niềm vui pháp lạc. Niềm vui trong an định. Niềm vui kiên cố. Thấy không? Mình muốn đến cái quốc độ niềm vui kiên cố, có được cái thân kiên cố không hoại. Nên cái người niệm Phật tuy chưa sanh về Cực Lạc nhưng mà mình cũng đã có cái niềm vui ở Cực Lạc rồi thì đúng rồi. Mỗi người tu mỗi người có sự tự tại khác nhau, mỗi người tu có cái sự vui khác nhau, mỗi một cái tướng đi có cái đẹp khác nhau, mỗi cái dáng người có cái đẹp khác nhau, mỗi gương mặt có cái đẹp khác nhau, mỗi cái miệng có cái miệng đẹp khác nhau, mỗi con mắt có con mắt khác nhau đẹp. Thấy không? Có nghĩa là hình tướng nào niệm Phật đẹp thì hình tướng đó. Đi hai hàng thì đẹp theo kiểu hai hàng, còn đi một hàng thì đẹp theo kiểu một hàng.
Một hàng là đi kiểu gì? Là một chân đi. Nên cái người niệm Phật á, mỗi một hình tướng nó có cái đẹp khác nhau. Miễn làm sao mà tâm sanh tướng, đó là tâm an lạc quý vị. Quý vị đi đến đâu, quý vị đi đến nơi nào mà quý vị thấy rằng là mặt lầm lì lì, nghiêm nghiêm, thôi dù có tu giỏi cỡ nào chăng nữa tôi cũng nam mô với Đạo Phật, cho tôi lui. Tu cái kiểu đó giết chắc là thôi á, nó không biết thành cái thứ gì luôn á, chứ gì cực lạc cái gì. Thấy mình người ta sợ luôn á. Quý vị thấy ở thế gian có nhiều người á, học nhiều, biết nhiều, cho rằng là mình là người phi thường cao xa, rồi luôn luôn nghĩ rằng bản thân phải ít mở lờ, rồi gương mặt lầm lì lì, nghiêm nghiêm. Chứng tỏ cái gì quý vị? Chứng tỏ mình đang đau khổ hả? Chứng tỏ mình đang đau khổ. Học viết rồi để chứng tỏ mình đau khổ hả quý vị? Người xưa người ta càng học viết người ta càng thông tâm, người ta càng học viết người ta càng an lạc, người ta vui với Pháp. Nên quý vị biết, người ngày xưa có nhiều người ta thông Pháp luôn, mà ta vui với thiên nhiên, ta vui với cuộc sống bình dị, ta sống rất tự tại. Những câu chuyện kể lại thôi, những bộ phim đóng lại thôi, mình cũng nhận thức được cái lối sống của người ngày xưa. Người ta rất tự tại, rất an lạc và rất thiên nhiên, ta không có nặng nề. Còn mình bây giờ thì mình đem bao nhiêu văn tự để mình áp vào mình, để rồi mình hình thành ra một con người khó khăn, khó chịu, mặt lầm lì lì, đi cũng như hương linh vậy. Đi nhẹ nhàng, tưởng đâu mình là người trang nghiêm trì giới gì đó, không có đâu. Thật sự mà nói, cái người tu hành là phải để mình tự nhiên. Như đi hai hàng thì ra hai hàng, đi một hàng thì ra một hàng, đi ba hàng thì ra ba hàng. Tướng sao hình thành ra như vậy, đó mới có sự tự tại, tự nhiên, hiểu không? Nhưng mình thấy cái nào phù hợp thì mình điều chỉnh sửa lại thôi. Nhưng mà làm sao để cho mình được có cái sự an lạc quý vị, chứ không phải là bó buộc đó quý vị ơi. Nên quý vị đi đến đâu mà quý vị thấy nghiêm nghiêm, lầm lì lì rồi, nói chuyện được cười, không dám cười, không hở hàm răng được, bạn giả quá, bạn giả quá. Người ta ví dụ như ha ha, còn bạn thì... Người thế giới cực lạc nó đâu có gì đâu, thấy không? Nó nên bạn là người muốn sanh về cực lạc thì bạn mới có cái an lạc ở cái cõi này chứ. Mà cái an lạc nó đặt bạn vào đúng chỗ nào cũng ra an lạc. Nên trên bàn thờ bữa nay thì Đức để đúng giá đu đủ. Thấy rồi quý vị ơi, mình học Phật rồi mình nhìn nhiều cái mình cũng giác ngộ. Chàng ơi, có những người, có một hai người trong gia đình thôi mà giàu vậy đó, mà nó giàu không tưởng tượng được, mà giàu cuối cùng cũng không làm được cái gì, nên nó tiền là tai họa. Thấy nhiều rồi đó, không thấy hả? Giàu vậy đâu mà ăn bao nhiêu đời cũng chưa hết nữa, mà đời mình chưa xong là bằng mình đã đi luôn rồi. Thấy chưa? Thấy rõ ràng chưa, ghê chưa? Nó, trong khi mà nhiều người tu mình chỉ nghĩ rằng nếu như mà mình có chừng á chút đỉnh tiền thôi là mình mỗi ngày ăn chay sống cũng cả đời niệm Phật yên tâm, khỏi cần lo. Còn có khi tiền bạc của họ để mà gọi là chắc, mà gọi là đầy nhà đầy cửa, nhưng mà cuối cùng không có xài được cái gì chứ, gom góp toàn là tạo tội nghiệp, rồi gom góp cuối cùng tiền thành tai họa. Tiền không phải là xấu, tiền không phải là xấu, mà xấu là do cái tâm của người mình dùng nó xấu thôi. Chứ đồng tiền là vật vô chi, mà nó có làm gì đâu xấu, thấy không? Tiền bạc vật chất nó là tác động để bản thân mình sanh ra lòng tham, nó tác động thôi. Còn mình tham là tại mình, thấy không? Nên từ nơi đó tiền nó không có tội, vàng bạc vật chất nó không có tội. Tội là do cái tâm mình không biết dùng nó thôi, không biết dùng nó nên mình phải chịu thôi quý vị à. Đó, nên quý vị thấy rõ ràng không? Cuộc sống ngoài đời quý vị thấy không? Có nhiều người tiền bạc giàu sang vô cùng luôn mà không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng tiền nhiều mà có khi đi tù tội đúng chừng. Ghê không quý vị? Không nhìn ra sao? Không bình tĩnh nhìn ra sao quý vị? Nên những Đức để giá đu đủ, mỗi ngày những Đức nhìn, biết đủ thường vui.
Trên bàn thờ bữa nay bàn thờ Phật là đừng có dọn trái cây gì lên cúng tùm lum la trên bàn thờ Phật. Cái nơi những đức thờ cúng hoa sen giả, một trái đu đủ giả, không héo. Chừng nào trái đu đủ này héo là chừng đó những đức giảng sanh. Nhiều nhiêu thôi à, một ly nước để trước mặt xong rồi đó, không có được để bàn thờ tùm lum tùm la, đụng cái gì cũng đem để bàn thờ tứ tung lang tan. Nói một bàn ăn thôi mà dọn đầy đồ ăn hết chứ, nhìn còn không muốn ăn đây mà. Phàm phu mà dọn đầy đồ ăn trên bàn không biết ăn món nào, cuối cùng phá vị ăn hết ngon. Nên tu cũng vậy, nên chọn một môn tu cho chuẩn xác. Ăn cũng vậy, thà ít mà ăn ngon còn hơn nhiều một đống mà ăn không được cái gì, phá vị quý vị. Đồ ăn mà nhiều mà ăn không biết theo lề lớp nó phá vị chứ ăn có ngon. Nên ăn ít món ít mà ngon đó. Nên những đức mà đi đến đâu nơi đó im điềm, những đức thích hơn là mình đi đến đâu cái nơi đó người ta rình rang, người ta chào đón mình mắc cỡ lắm, không ham chút nào. Cái này mình đã trải qua hết rồi, mình cảm nhận được điều đó hết. Cái chân thật kính trọng nhau là niệm Phật á, đến với nhau bằng tấm lòng chân thật là đủ rồi. Nó càng đơn giản thì càng thấy vui quý vị. Dù sao này cuộc đời của mình đi đến đâu đi chăng nữa, đến nơi nào chỉ cần mà chân thật nhiệt tình với nhau là đủ rồi. Cái hình thức bên ngoài thấy đó rồi mắc đó, khen đó rồi chê đó, thương đó rồi ghét đó, nâng lên đó rồi liệng xuống đó, rồi dẫm đạp lên đó. Nên mình là người tu những cái thứ này mình đã hiểu rồi, nó là phù du ảo ảnh, đừng có để nó phải gạt mình, để dẫn dắt mình đi vô cái quỷ đạo khổ đạo. Thấy không? Mình là người niệm Phật, càng niệm càng đơn giản, càng niệm càng bình dị. Vì thấy những đứa đưa ra phương pháp tu với quý vị không? Bao nhiêu con người gặp Phật pháp như quý vị mà mấy người có thể an định tại nhà mà tu không? Có khi việc nhà lo chưa xong mà đi gánh tùm lum việc á, có không? Đi gánh tứ tung là việc. À, nhưng mà xem lại cái nhà tứ tung lang tang. Nên tại sao mình học Phật mà không ảnh hưởng gia đình? Là tại cái việc đó của mình làm mà không ảnh hưởng gia đình đó quý vị. Bây giờ cơ hội đến lúc đủ duyên chín mùi rồi nè. Tại gia đình mà lo niệm Phật mỗi ngày đi, viết rồi độ gia đình hết trơn à. Rồi niệm viết từ từ trở thành người dễ tính đi, làm vợ hiền, dâu thảo, làm thằng rể dễ thương, tự nhiên giết rồi ảnh hưởng gia đình chứ. Nó có phương pháp tu rồi đó, muốn gì nữa, hiểu không? Nó mỗi ngày người ta tu chung 4 năm thờ luôn rồi, không tu là do tại mình, cái đòi hỏi gì nữa giờ, cái dễ không chịu làm đi kiếm cái khó mà làm, thấy rõ ràng luôn. Cái nhẹ giác còn chưa được nữa mà đòi giác cái nặng. Phàm phu mình là muốn làm chuyện cao xa không quý vị? Chưa ăn được mà muốn no không à? Lạ ghê. Chỉ ngửi mùi thôi mà biết hương vị đó khó lắm. Ta nói ăn rồi mới no được. Phật pháp là đưa cho mình là để dùng được kìa, chứ không phải là để nhìn chơi đâu quý vị ô. Để biết vì sao mà thời cuộc này gọi là mạt pháp không? Vì để cho nhìn chơi thôi, ngưỡng mộ mà không hành trì. Nên mạt pháp đó, chứ nếu như mà chân thật hành trì thì là thịnh pháp, rồi đâu có mạt pháp đâu quý vị, hiểu không? Nếu như mà áp dụng Phật pháp mà lo tu hành thì thịnh pháp. Chúng ta chỉ là gặp Phật pháp nhưng mà nhìn chơi không, nhìn hình tướng thì trang nghiêm, nhìn đồ huy hoàng đồ ghê lắm, nhưng mà ở bên trong của nó bị ung thư ra hết. Nên bản thân mình hết sức cẩn thận quý vị, hiểu không? Nó nhìn những cái cao siêu mà bản thân mình không làm được uổng một đời dữ lắm. Hãy tu cái dễ nhất để đưa người dễ nhất đi, hiểu không? Tu cái dễ nhất để đưa người dễ nhất đi quý vị. Mỗi sáng niệm Phật lễ Phật an lạc mà, cứ an lạc gì thì cứ tiếp tục mà tu đi. Đó. Cái an lạc gì thì tu viết từ từ nó hiểu hết trơn à.
Chứ đừng có an lạc ngày hôm nay mà đi hỏi người ta cái an lạc ngày mai. Ai biết cho, ai biết quý vị cái an lạc ngày mai là sao? Quý vị muốn cảm thọ thật sự không? Muốn. Hãy hưởng cái an lạc ngày nay đi, rồi ngày mai sẽ biết ngày mai nó là sao à. Có nhiều người mình học Phật, mình là người mỗi ngày tu ngày 4 năm thờ, mình đi hỏi cái người không tu thờ nào chứ. Quý vị ngồi suy nghĩ lên đi, phải không? Quý vị đã từng đi hỏi cái người không có tu thờ nào hết trơn á, họ lo tứ tung công việc hết trơn á, họ không có niệm Phật gì hết, vì đi hỏi họ. Không lẽ quý vị đi nhìn cái hình của họ ghê gớm là đi hỏi hả? Chưa chắc. Nên đại lão và tự tịnh không thì nói một câu: nhìn một bà già, già lão không biết một chữ nào niệm Phật, kính lễ cúng dường. Nghe chưa? Và tự tịnh không ngày giảng rõ ràng chưa? Cái sự cảm thọ của ngày nay mình niệm Phật thì cứ hưởng ngày nay đi, ngày mai mình niệm Phật sẽ có sự cảm thọ khác mà hưởng sao? Chúng ta đi tìm hiểu, đi hỏi cái ngày mai, ngày mốt, bữa kia và gần chết. Ai giải thích cho quý vị nghe được? Dù có giải thích được đi chăng nữa cũng xạo đó. Họ làm sao biết được điều đó mà họ giải thích cho mình nghe? Ngày hôm nay mình niệm Phật an lạc là mình biết, rồi ngày mai, ngày mốt, bữa kia và đến khi chết mình sẽ cảm thọ được điều đó. Hãy yên tâm mà lo niệm Phật đi. Đừng có đi hỏi người là cuối đời tôi có giáng sanh hay không, và niệm Phật làm sao tôi được an lạc. Quý vị nhìn họ coi có an lạc không. Họ mỗi ngày họ còn lo đủ thứ chuyện ở thế gian này, họ còn chưa buông được. Mình đi hỏi họ mà để giải thích cho mình nghe có không? Không. Hãy tự mà dùng cái pháp tu để cảm thọ chính mình đi. Không lẽ mình mà còn không biết mình được an lạc hay không an lạc sao? Hiểu không? Bữa nào không an lạc thì tiếp tục mà niệm Phật, bữa sau an lạc. Bữa sau an lạc rồi, bữa sau nó không an lạc thì cố gắng mà niệm Phật để rồi được an lạc. Cứ như vậy mà cảm thọ, rồi tự mình đào ra chính mình. Giống như người cầm cái xuống đi đào giếng vậy đó. Bạn hãy tự đào đi. Bạn đào cạn thì hưởng nước cạn, nước không được ngọt. Bạn đào càng sâu thì bạn lấy nước của biển cả mênh mông. Đã biển cả mênh mông mà nước đó bạn còn lấy được thì chăm sông làm gì bạn không lấy được. Thấy không? Hãy tự mà đào, tự mà cảm thọ. Phật pháp là tự đúc đuốc mà đi. Hãy tự nhận thức về cái việc tu hành của chính mình. Đi hỏi người khác, người khác làm sao biết được? Họ chưa có năng lực đó. Thấy không? Tha tâm thông họ đâu có đâu mà mình đi hỏi họ. Quý vị, mình đi hỏi họ làm gì? Đó. Nên từ nơi đó, dù mình là cư sĩ, quý vị đừng bao giờ nghĩ cư sĩ của quý vị lại là dở, chưa chắc. Những đức thấy rồi đó, hàng cư sĩ của quý vị và chúng ta là cư sĩ, những đức cũng cư sĩ nè. Chúng ta là cư sĩ mà còn giờ này bây giờ chịu tu rồi nè. Một ngày 5-6 thời tu, quý vị đi gặp một số người bị nói họ, một ngày bị tu 5-6 thời họ sẽ nói câu gì? Đâu phải tu hành là 5-6 thời đó đâu. Tu là tu tâm kìa. Tại vì họ đâu có thờ nào đâu thì họ tu tâm rồi. Còn mình thì mình có 5-6 thờ đó, họ đâu có thờ nào. Thì họ nói ủa tu đâu phải bao nhiêu thờ đâu. Rồi họ lại nói cho bị nghe đó, tu nhiều thờ mà cũng bị diện diện dị đó. Họ tu nhiều thờ họ bị diện dị đó. Còn ông không tu thờ nào hết trơn, nó bị cuối cùng cho ông luôn á. Nó kết thúc ông cuối cùng á. Nó kết thúc bà cuối cùng á. Còn cái người này bây giờ họ đang tu, họ đổ ra vậy đó, tiên chi. Họ đổ ra để họ giải quyết bây giờ. Vì họ đã có vốn rồi nên con nợ đến đòi. Còn ông bây giờ không có cái vốn gì chứ, nên con nợ nó chờ lúc 30 Tết, nó xử lý ông luôn. Quyết định luôn. Đó mới đáng sợ đó quý vị. Nên đừng bao giờ nói rằng tôi tu nhiều, đổ nghiệp nhiều. Bạn có tiền thì con nợ đến đòi thì bạn trả thôi. Cứ vui mà trả đi. Bạn còn đi hỏi người ta, tại sao con tu mà nghiệp đổ gì 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 thì sao mình tào lao dữ vậy chàng? Họ chưa có năng lực đó, đi hỏi họ làm chi vậy? Họ sẽ giải thích cho quý vị nghe, giết rồi quý vị khờ luôn á. Cuối cùng giải thích này, giải thích kia, giải thích nọ, rồi con phải dùng cái này cúng cái nọ. Phải quý vị bị khờ cái đầu không? Cuối cùng mình bị người ta thao túng đúng không? Nên bây giờ mình siêng tu rồi thì giống mình có vốn rồi thì cứ đến đây mà đòi.
Đòi thì mình cứ trả thôi. Những đức vừa trả xong món nợ lớn lớn rồi đó, mày thấy chưa? Nó nhưng mà có những người người ta không tu thờ nào, người ta không nhận thức được, người ta lại nói gì? Nó làm nhiều việc thiện, lễ Phật tu hành nhiều đó, thấy đổ nghiệp chưa? Mắc hết tất cả rồi đó. Người ta mắc hết tất cả nhưng nó còn cái tâm tu. Cái này mới là có tất cả nè. Còn đến lúc mình xả cái tâm tu, dù có tất cả cái thế gian này, chúng ta vẫn bị cái tù thế gian nó nhốt mình đó. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu nghe quý vị. Hết sức là cẩn thận. Còn cái tâm tu là còn tất cả. Còn sự an lạc là có ngày mai, hiểu không? Có sự an lạc là có ngày mai à. Nên từ nơi đó tu hành mà gặp sự chướng ngại thì biết tu có kết quả rồi đó. Tu được kết quả rồi đó, thấy không? Tự mà cảm thọ điều này đi, đừng đi hỏi nữa. Hỏi nhiều quá không giải quyết được vấn đề. Hãy lo niệm Phật đi quý vị, thì tự nhiên sẽ hiểu, sẽ biết à. Đây là những lời chân thật. Khi đi ra ngoài rồi, bây giờ cũng không có cần phải bận tâm quá nhiều thứ, nên nói thật hơn ngày xưa. Ngày xưa khi quá nhiều phương tiện, cơm ăn áo bận cho cả một ề ngừ, nên quá nhiều phương tiện. Bây giờ tiếp nói người khác thôi cũng tội nghiệp họ. Nhưng mà với những người hữu duyên này, nói thật cho vị nghe đó, hãy tự mà cảm thọ cái pháp tu tại nhà mình đi. Còn nếu ai nghe mà lỡ chạm ngay chính mình đó, thì thôi cũng xí xó giùm, vì cũng không nói tên tuổi của ai cả. Bây giờ cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, phương pháp ai cố gắng mà tu, miệng ai cố gắng mà cười. Thấy không? Miệng mình thì miệng mình cười, còn ai có miệng mà không cười thì gán chịu. Đúng quý vị, có miệng mà không chịu xài, lâu ngày nó rụng răng hết trơn. Có miệng mà không xài, lâu ngày nó rụng răng sạch nhách luôn quý vị. Quý vị coi á, quý vị thấy cả đêm mà mình ngậm miệng không? Sáng quý vị phải cần đi súc miệng đó. Nếu như cả ngày mà chịu mà ngậm miệng mà không cười luôn thì quý vị phải đi súc miệng thường xuyên. Hiểu chưa, hiểu chưa? Nên từ nơi đó có cái miệng nên xài đi, đi cười đi. Cười là tốt, đừng có đi thị phi thôi. Cười nhiều niệm Phật rồi cười đi, dùng cái miệng, bắt cái miệng nó niệm Phật, bắt cái miệng cười, vậy là được rồi. Thì quý vị đặc biệt rồi quý vị. Thôi chúc an lạc nghe. Ai với Đạo Phật. Ai với Đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. Ai với Đạo Phật. Ai với Đạo Phật. Ai với Đạo Phật.